người phụ nữ 62 tuổi cưới chồng 28 tuổi nhận được nhiều lời chúc phúc. Malaysia, người phụ nữ 62 tuổi, hai đời chồng ở Malaysia vừa chia sẻ về hôn nhân với anh chàng 28 tuổi, nhận được nhiều lời chúc phúc của dư luận. Cặp đôi tranh nhau 34 tuổi đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ trên TikTok sau khi cặp đôi chia sẻ câu chuyện tình yêu của họ trên nền tảng này. Bà Rokia Samad kết hôn với Sabahan Muhammad Amin Jumdeo vào năm ngoái sau khi họ gặp nhau lần đầu trên TikTok vào năm 2021. Mãi tới bây giờ họ mới chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội và nhận được rất nhiều tin nhắn từ người theo dõi, những người thấy câu chuyện của họ dễ thương và khác thường. Cặp đôi cũng trở thành đề tài nóng hổi trên báo chí địa phương. Một đoạn trích từ video cho thấy năm sinh của cả hai vợ chồng, trong đó người vợ sinh năm 1961, anh chồng sinh năm 1995. Mặc dù anh ấy trẻ hơn nhiều nhưng tôi tin tưởng rằng chồng tôi sẽ có thể chăm sóc tôi đến cuối đời và tôi hy vọng đây là cuộc hôn nhân cuối cùng của mình. Nhật báo địa phương Harian Metro dẫn lời bà Samad. Bà Samad từng có hai đời chồng. Cuộc hôn nhân đầu tiên của bà là vào năm 1977 và kéo dài 40 năm. Cuộc hôn nhân thứ hai chỉ kéo dài 2 năm. Tôi tin rằng cô ấy là Jodo, người phù hợp với tôi theo ý của Thánh Allah, người chồng nói. Một video trên TikTok về cuộc hôn nhân này đã nhận được 2,4 triệu lượt xem sau khi đăng tải. Các tờ báo địa phương cho biết, khi nhìn thấy hồ sơ của bà Samad trên mạng xã hội, anh Amin chỉ muốn giữ mối quan hệ bạn bè với bà. Nhưng cảm xúc của anh đã lên tiếng. Được biết, bà Samad 62 tuổi, đã có 10 người con, 22 đứa cháu và một chắt. Chia sẻ với tờ Star Online, anh Amin cho biết, chỉ sau 6 tháng gặp nhau, họ đã quyết định đính hôn vào ngày 6 tháng 6 năm 2022. Và kết hôn sau đó 3 tháng. Cặp đôi chia sẻ với truyền thông địa phương rằng họ rất biết ơn gia đình hai bên vì đã chấp nhận cuộc hôn nhân của họ. Bà Samad cũng cho biết chồng mới hiện rất hòa thuận với gia đình bà.